Vâng, xin chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của mình quý vị nhá. Hôm nay mình lên trên vườn thăm cái vườn vải của nhà mình, xem ở trên đồi này thêm thời điểm nó còn quả nào trụ lại không quý vị nhá. Thì dụng sơ sát hết rồi. Vườn vải nhà mình chăm sóc không được tốt lắm nên ra thì thấy dụng nhiều lắm quý vị ạ. Thời điểm hiện tại thì còn có lác đác vài quả đây này thôi. Đây này. Đây vườn vải của nhà mình quý vị nhá. Cũng khá lâu rồi mình không lên thăm vườn đây. Hôm nay lại lên thăm vườn xem còn có quả nào không. Vườn nhà mình thì cây nó cũng hơi yếu quý vị ạ. Đây vườn đồi đây, lác đác vài quả đây. Vì mình không chăm sóc được như người ta làm ra quả nó cũng hơi cây nó hơi kém. Mình có nói thẳng rõ vấn đề là như vậy, bởi vì là mình không chuyên tâm về vải lắm, đâm ra thì là có chút gọi là có vải thôi, không tập trung là làm kinh tế về vải quý vị nhá. Đây mình sẽ đi quanh quanh mấy cây cho quý vị xem. Đấy, mới quay cây thì còn lác đác vài quả này. Vâng, vải đồi năm nay thì thấy rụng nhiều lắm quý vị ạ. Không hẳn là riêng cái vườn của nhà mình thế này đâu, nhưng mà thấy thì còn thấy nhiều vườn cũng rụng nhiều. Lúc mới đầu ra hoa nở hoa thì rất là nhiều hoa cái, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã rụng rất là nhiều. Vâng, thời tiết vẫn đang mưa phùn một chút. Cái cây này nó hơi yếu, nó không được tốt lắm này. Cành này còn bị nấm cả lá này. Còn lác đác thưa quý vị ạ, trên đôi này mày bị cái gì thế này. Mày bị bệnh gì này. Ôi giời ơi, cây trên đồi năm nay nắng hạn, nhiều cây không có quả đâu. Đây còn một số cây này còn là vài quả thừa thừa. Nhìn không có động lực. Bà con thì nhiều nhà vườn thì cũng không muốn tập trung để làm vải nữa quý vị nhé. Những cái vải mấy năm gần đây thì giá nó cũng không được cao lắm đâu ra, thế nhiều bà con thì một số vườn còn bỏ. Đây mình gọi chăm ít để có ăn. Dụng hết à? Thừa lác đác, còn vài quả con. Xa xa đằng kia này có những cái đồi khá là rộng lớn. Liên tiếp cả đến đỉnh đồi đằng kia này.
Hôm nay từng chùm thì được còn khá khá. Tuy nhiên vải nhà mình thì quả nó to hơn những vải người khác, một cái nhà chẳng có nó thì thưa thôi. Thưa thì năm nay gần như là chung hết rồi, bị các vườn khác cũng thấy như vậy. Quả nó cũng còn to hơn một chút nhưng mà thưa quả còn thua. Gọi là làm vải để có cái ăn thôi. Mình thì không thể trông chờ kinh tế vào vườn vải được quý vị nhé. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã xem những cái video trên kênh Xuân Muộn TV2 của mình quý vị ạ. Mình có hai kênh quý vị nhé, Xuân Muộn TV và Xuân Muộn TV2. Vâng, cái vườn nhà mình thì năm nay ở đây thì cũng thấy khá là kém thôi quý vị. Để mình sẽ xuống bên dưới để xem. Vâng, dưới này thì cũng chỉ là lác đác vài cây có quả thôi. Ôi, hôm nọ vừa phun mảnh kèng vẫn còn nguyên thế này. Đây, mình sẽ xuống bên dưới này để xem cái vườn của một nhà khác đấy xem nào. Nhìn đất nó cằn quá quý vị. Dụng gần hết rồi. Ngoài quả thôi. Đây, ở dưới này có một cái vườn khác, nhà khác đây. Vâng, vườn này thì cũng lưa thưa, không đặc lắm, nói chung là tình trạng chung của vải thiều vùng cao trên mình rồi. Đây, hình ảnh của bạn có quý vị có thể thấy đây. Đây là vải vùng cao đây. Lại lơ tưa. Đây, xoài năm nay đây. Và cái vườn của nhà mình thì trước đây mình mục đích mình chỉ là mua ít để làm cho nó gọi có vải thôi quý vị. Người ta có vải ăn thì mình thì đến vụ thì cũng có vải ăn thôi. Còn nói về để làm kinh tế thì cây vải thì nghe có vẻ nó khó khăn lắm. Nhiều người nữa còn nói rằng là vừa càng làm nhiều lại càng thấy nợ nhiều, nếu mà lại không làm lại còn thấy nợ ít. Cái này đủ ăn thôi. Nếu mà còn đẹp được bán thì chắc được vài thồ, nhưng mà cái này bẻ đây cũng mất thời gian lắm, bởi vì nó lác đác từng quả này thì thật sự với bà con nó bẻ nó rất là mất thời gian. Đây nhìn nó rụng trơ trơ hết rồi. Đây. Chắc đến lúc chín nó còn rụng nhiều nữa nhé. Mình nghĩ chắc đến chín chắc là còn một nửa đây thôi. Giờ còn phụ thuộc vào trời nữa cơ. Trời mà cứ không mưa thì quả nó cũng kém đi. Đây ở bên kia thì rất là nhiều vườn vải, người ta đã trồng rất lâu rồi nhá quý vị nhá, nhưng mà về hiệu quả kinh tế không được
cao, đâm ra nhiều nhà nó không đầu tư chăm bón này, để không đấy, cứ để không cây nó cũng tương tự những cây của nhà mình này, này cây yếu yếu này. Mẹ lên đây chỉ đi quay qua một chút xem cái vườn vải của nhà mình xem còn có quả nào đến lúc ăn này, còn có không đủ ăn quý vị ạ. Nói đùa đó. Trên đồi rụng hết nắng hạn. Này vừa rồi nở hoa rất đẹp nhé quý vị nhá. Này bây giờ nó rụng luôn lác đác này thôi. Và mình sẽ dừng lại cái video clip của mình tại đây nhé. Nói chung là cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên những cái video tiếp theo trên kênh của mình.